Chào toàn thể các bác đam mê chơi PCB. Shop bên em hôm nay rất vui lại lên tiếp tục giới thiệu cho các bác về những cái mẫu laser được các bác tin tưởng và sử dụng khá là nhiều nhé. Trong video này thì em sẽ giới thiệu chi tiết về từng mẫu laser và báo giá công khai cho anh em nhé, để anh em lựa chọn cho mình một cái mẫu laser phù hợp để các bác chơi PCB Kondo FX truyền thống Benjamin nhé. Đây, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái mẫu laser. Đây, em có một cái con laser đầu đạn màu xanh nhé. Con laser đầu đạn màu xanh. Con này thiếu phụ kiện, em thanh lý bán rẻ cho các bác 100.000 nhé. 100.000 con tia laser đầu đạn màu xanh này. Đấy các bác nhé. Con này nó bị mất hết phụ kiện rồi, bán cho các bác 100.000 con laser đầu đạn màu xanh nhé. Đấy, các bác nào muốn mua con thanh lý này, ví dụ ở nhà các bác có con laser cũ rồi, nó còn phụ kiện như thế này, còn chân kẹp dây, kẹp nòng, các bác lấy con mới thanh lý này rất chi là hợp lý các bác nhé. Đấy, giá chỉ 100.000 thôi. Đây thì em xin phép các bác em giới thiệu về cái mẫu laser đầu đạn, giới thiệu chi tiết cho các bác luôn nhá. Đây, trên tay em đang cầm đây là cái mẫu laser đầu đạn các bác nhé, màu xanh màu đỏ này. Đấy các bác quan sát laser đầu đạn màu đỏ đấy. Con này có chỉnh tâm và có chỉnh tia các bác nhé. Đấy, đối với cái mẫu laser này thì anh em chỉnh lên xuống ở đây, trái phải ở đây cho em nhé. Đấy, để cái nhé. Cái thứ hai là cái này nó sẽ có kẹp dây các bác nhé. Đây, nó sẽ có hai chân dây, một chân dây 20 và chân dây 11 cho các bác nhé. Để ví dụ bác nào chơi Kondo thì các bác có thể sử dụng cái chân dây 11, bác nào chơi FX mình dùng chân dây 20. Còn là các bác nào thích kẹp nòng cũng có, ở trong này có kẹp nòng. Đây, em lấy ra cho bác xem luôn nhé. Trong hộp phụ kiện thì nó sẽ bao gồm, cái này là một hộp bộ phụ kiện để kẹp nòng các bác nhé. Đấy, đây một cái đuôi chuột nhé, một cái đuôi chuột và nó có hai nục giác để các bác chỉnh đấy. Tất nhiên các bác mua thì nó sẽ có theo một cái sạc nữa các bác nhé. Cái mẫu laser này rất là tiện lợi. Các bác nào mình chơi hết pin thì các bác lại có thể sạc vào để mình chơi tiếp nhé. Đấy, đây cái này ở trong này nó có pin. Khi các bác lưu ý nhé, khi các bác nhận về thì pin em sẽ để ở bên ngoài. Các bác nắp pin nhé, các bác nắp pin, các bác cho chiều dương ra ngoài nhé, chiều âm vào trong như này giúp em nhé. Đấy, thế này các bác cho chiều dương ra ngoài, xong các bác xoáy cái này vào, các bác bật công tắc ở đằng sau nhé. Đấy, các bác bật công tắc ở đằng sau là nó sẽ có điện sáng. Đấy, các bác thấy ok chưa? Đấy, em báo giá công khai cho các bác nhé, mẫu laser đầu đạn tia đỏ nhá. Tia đỏ giá là hơn 200.000 các bác nhé. Con này giá là 270.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Tia laser đầu đạn màu đỏ 270.000. Đây, trên tay em đang cầm con này là mẫu laser đầu đạn tia xanh các bác nhé. Đấy, tia xanh các bác nhìn rất chi là xịn sò. Các bác nào ví dụ các bác chơi nhá, các bác nào chơi ngày các bác nên lấy tia xanh, các bác chơi đêm thì các bác lấy tia đỏ nhá. Đấy, cái con laser đầu đạn tia xanh này em đang bán giá hơn 300.000 một chút các bác nhé. Đấy, giá công khai là 320.000 mẫu laser đầu đạn tia xanh. Đấy, đây tiếp theo em sẽ lên cho bác về cái mẫu laser to nhé, laser ống, laser to. Con này rất chi là xịn sò. Cái này thì sẽ có kẹp dây các nhé, kẹp dây 11 và có kẹp nòng nhé. Đấy, thì các bác thích kẹp dây cũng được, kẹp nòng cũng ok. Cái mẫu này thì chống nước rất chi là hay các bác nhé. Đấy, khi các bác chỉnh nhá, các bác chỉnh, các bác xoáy cái này ra cho em nhá. Các bác xoáy cái này ra để các bác chỉnh nhá. Đấy, các bác chỉnh, các bác cho cái nục giác vào đây, các bác chỉnh lên dưới trái phải. Các bác chỉnh xong các bác vặn cái này vào đóng cho em nhé. Để nó làm sao? Để nó không bị nước mưa vào các bác nhé. Đấy, cái này chống nước cho các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn tia đỏ rất chi là đẹp nhé. Đấy, em báo giá công khai cho các bác laser ống nhá, laser ống đen to nhá, laser ống đen to. Cái mẫu này thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai tia đỏ là 320.000 các bác nhé. Tia đỏ 320.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc nhé. Phụ kiện đi kèm đầy đủ cho anh em, bao gồm kẹp dây, kẹp nòng và đuôi chuột sạc. Đây, cái này là kẹp nòng các bác nhé. Đấy, các bác về các bác kẹp vào cành cho em đuôi chuột các bác nhé. Đấy, và không thể thiếu một củ sạc luôn luôn đi theo các bác nhé. Đấy, cái mẫu laser ống to nhé thì em đang bán giá công khai cho các bác là giá 320.000 các bác nhé. Đấy, một mức giá vô cùng hợp lý. Đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận, đấy là quyền lợi của em khi mua hàng bên em nhé. Đây, em lên cho các bác cái mẫu tiếp theo, mẫu laser ống nhưng mà cái này là tia xanh các bác nhé. Đấy, ví dụ bác nào mình chơi đêm các bác nên thêm khảo cái tia xanh, các bạn nào chơi ban ngày thì các bác lấy cái tia đỏ cho em nhá. Đây, cái laser ống to nhá, laser ống to. Cái tia xanh thì báo giá công khai cho các bác là 350 nhá, tia đỏ là 320.
laser đầu đạn tia đỏ là 270, tia xanh là 320. Đấy, nó chênh lệch nhau không nhiều, quan trọng vào cái mục đích sử dụng của các bác nhé. Các bác thích cái to, nó hầm hố đẹp thì các bác lấy, còn các bác nào muốn nhỏ gọn các bác có thể lấy cái laser đầu đạn nhé. Đây, hai đầu số trên của shop đều có Zano nhé. Các bác nào muốn mua thì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop, hoặc các bác cũng có thể nhắn tin qua Zalo. Shop sẽ IP Zalo để tư vấn và chốt đơn cho các bác nhé. Đấy, đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng, hàng lỗi đâu đổi đấy cho các bác nhé. Các bác nhận hàng ok, các bác xem hàng trước khi thanh toán nhé. Các bác xem hàng ok thì các bác phải thanh toán cho nhân viên bưu kiện giúp em nhé. Đấy, và bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.